nội dung cải cách tiền lương nêu tại nghị quyết 27 NQTVK năm 2018 sau khi cải cách tiền lương dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bác sĩ tiếp tục được hưởng các loại phụ cấp nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý phụ cấp kiêm nhiệm phụ cấp này dành cho bác sĩ vừa làm nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế và có vai trò kiêm nhiệm khác phụ cấp trách nhiệm công việc phụ cấp này được cung cấp cho bác sĩ nếu công việc của họ đòi hỏi trách nhiệm đặc biệt hoặc quản lý phụ cấp phục vụ an ninh quốc phòng dành cho bác sĩ tham gia vào lực lượng quân đội hoặc công an có vai trò trong đảm bảo an ninh và quốc phòng. Phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an cơ yếu. Đây là phụ cấp dành riêng cho các bác sĩ làm việc trong lực lượng vũ trang như quân đội, công an và cơ yếu. Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại nguy hiểm gộp phụ cấp đặc biệt phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn